6 giành chiến thắng nha các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay mình có mặt tại chùa Chantarangse trong dịp lễ đua ghe ngò, lễ hội đua ghe ngò lần đầu tiên tổ chức tại kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè ở ngay phía trước chùa Chantarangse, quy tụ các đội ghe đến từ thành phố và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Kiên Giang và Bình Phước nữa, cùng đua ghe trong sáng nay, có tất cả là 9 đội ghe. Hiện bây giờ các bạn có thể là thấy là các khán giả cũng đang tập trung để chuẩn bị và cũng là các cổ động viên cho các đội ghe. Đông lắm. Hiện tại tại khu vực chùa ngày hôm nay có ẩm thực miễn phí cho bạn nhưng mà rất là đông. Thưa quý vị và các bạn, hiện bây giờ mình đang có mặt tại dòng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè trong lễ hội đua ghe ngò được chùa Chantarangse, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức lần đầu tiên tại phía trước chùa, đó là dòng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, được quy tụ tất cả 9 đội ghe đến từ các tỉnh thành ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh, rồi tỉnh ngoài ra có tỉnh Bình Phước nữa nha các bạn. Bình Phước có một đội ghe cũng tham dự trong lễ hội đua ghe ngò lần này. Lễ hội đua ghe ngò được tổ chức vào sáng ngày 23 tháng 4 năm 2023 nhân kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30 tháng 4 năm 2023. Và ngay bây giờ mời toàn thể quý vị và các bạn xem diễn biến của trận đua ghe ngò vào sáng ngày hôm nay. Mới coi ấy chị, à, người cuối cùng là cầm lái. Hiện bây giờ lễ khai mạc cũng đang được diễn ra tại khu vực lễ đài nha các bạn. Bên đây có đội múa cũng đang biểu diễn tại sân khấu. Thank you.
Có nhà ăn thắng không? Có nhà ăn thắng rồi. Đội số 2 Hồng Đô đã được đưa số 2. Và đội số 6 chứ. Không thua, mẹ lấy một cái, mẹ lấy một cái. Có nhà ăn thắng được không? Áo xanh được đưa số 1, Tông Kim Quang. Vậy là đội thắng. Xu áo vàng thắng hả? Không phải cạn nghe não vậy. Đó là tập tên thôi. Như vậy là lượt đấu đầu tiên đội ghe Hồng Đôn đã giành chiến thắng. Hai chiếc đang hai ghe đang rất so kè các bạn. Bia bạc mỡ quá, bia đã bạc mỡ quá. Cái này phải chờ trọng tài công bố mới biết các bạn ơi. Hai chiếc ghe về đích rất là so kè. Thằng đi chấm mà đẹp luôn, đi chấm thằng luôn mà đẹp luôn. Về lại vị trí ngang với đội ta tiến mới và hai đội ta đang chuẩn bị tiến vào khu vực thứ hai. Rồi như vậy quên của đội ba rồi. Ôm lại chị ơi, chị các bạn ơi, chị ơi. Như vậy thì đang đợi trong bộ phận kỹ thuật để hỗ trợ cho đội quận ba. Và chúng tôi cây bản xe sẽ tạm thời dừng tại đây để điều chỉnh lại điều kiện. Đợi chị mày, đợi chị mày. Thông tin lại là lần này thì tôi cũng ba giờ đây chính là sà sim nè các bạn, đây là sà sim, còn bên đây chính là quận 3. Quận 3 đã gặp trục trặc rồi. Đội ghe ở đường đua số 2 phía bên trái màn hình cũng đang tiến về đích rồi nha các bạn. Đội ghe số 1 đã giành chiến thắng nha bạn. Rồi. Ủa còn chiếc kia đâu? Một chiếc ghe đã bị chìm rồi nghe các bạn. À, chiếc ghe bị chìm là chiếc ghe của quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Chú đang lắp chiếc thuyền lại. Đội ghe ở bên phải màn hình ở đường đua số 1 tại vì mình thấy là đang dẫn đầu để về đích trước á. Đường đua số 2 như vậy là đội ghe số 5 về đích trước.
hai trận bán kết. Và đây là trận bán kết đầu tiên nha các bạn. Số 3, ghe số 3 về trước bạn. Số 3 đường đua số 2 đã về trước. Mình thấy đội ở đường đua số 1 nhỉnh hơn, phía bên phải màn hình nhỉnh hơn phía bên trái. Đội ghe số 6 giành chiến thắng nha các bạn. Đội ghe số 6 ở đường đua số 1 phía bên phải màn hình đã về trước. Vừa rồi các bạn đã xem qua hai trận bán kết và tiếp theo sẽ là hai trận cuối cùng để vào chung kết xếp hạng nhất nhì ba tư. Và bây giờ bốn đội ghe mạnh nhất sẽ quay trở lại điểm xuất phát để chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng tranh nhất nhì ba tư. Chờ đang chờ các vị khán giả vô cái đây. Đây là các tổ động viên nha bạn, cổ động viên của đội ghe và các đội ghe vào sáng nay. À, cổ động viên này chắc bị say nắng cái gì ai cũng mặt đỏ hết rồi. Có đồng viên này chắc tại thành phố Hồ Chí Minh luôn á. Tại thành phố hả mấy em? Tại thành phố hả? Ở Kiên Giang. Dạ, ở Kiên Giang. Này là các bạn đến từ Kiên Giang nha các bạn. Đây là các cổ động viên của Kiên Giang. Hiện bây giờ chúng ta còn hai trận đấu thôi các bạn, hai trận đấu tranh nhất nhì ba tư. Như các bạn cũng nhìn thấy là đây là những trận đấu cuối cùng nên là các khán giả rất là mong chờ để xem ai đoạt giải, ai là đoạt chức vô địch trong mùa giải năm nay. Cho tới bây giờ các bạn nhìn thấy là hai bên bờ kè rất là đông các khán giả đến cổ động viên cho tất cả các đội đua. Vậy là các cổ động viên này mình nghe các anh nói tiếng Khmer, vậy là có thể đến từ Kiên Giang nha các bạn. Hai vợ chồng tôi lại nè. Phải nói là đường đua ở đây rất là khó cho các bạn, ngoằn ngoèo như con rắn luôn. Nên là các tay đua phải nói là có kinh nghiệm dữ lắm mới có thể là đua được những đường đua như thế này. Tuy nhiên thì về cái tốc độ thì các bạn không thể so bì được với những trận đua tại dòng sông Mát Bro của Sóc Trăng hay là Long Bình của Trà Vinh. Tại vì đó là những đội đua chuyên nghiệp các bạn. Và đường đua cũng đường đua thẳng tắp, còn đây là đường đua không có được thẳng. Nên là các vận động viên cũng không thể phát huy hết mình được. Tại vì có tới khoảng 3 đoạn cua các bạn. Mình nghe phía ban tổ chức nói là có 3 đoạn cua rất là gắt như thế này. Như con rắn luôn.
Số 2 đã về trước các bạn. Ghe số 1. Sà xiêm ấy. Ồ vậy là cái màu xanh này của sà xiêm phải không? Ừ đúng rồi. Phải không? Ê không phải. Thì sóc lớn. Sóc lớn hả? Vậy là sà xiêm các bạn. Sà xiêm đã về nhất. Họ đã về trước các bạn. Đây sà xiêm mà đội áo vàng và áo cam và áo trắng. Ở đây là sóc lớn. Sóc lớn đến từ Bình Phước. Và đội sà xiêm đến từ Kiên Giang. Vậy là dễ tư thuộc sóc lớn, dễ ba thuộc sà xiêm. Đây là trận đấu cuối cùng giữa hai đội ghe mạnh nhất nha các bạn. Hai đội ghe mạnh nhất vào mùa giải năm nay đó là Thông Trung và Lan Mương. Thông Trung ở đội áo vàng đường đua số 1, Lan Mương màu xanh ở đường đua số 2. Hai đội rất là so kè các bạn ơi. Đội ghe Lan Mương đến từ Kiên Giang ở đường đua số 2, ghe số 5 của Lan Mương và Thông Đơn số 6, đội ghe gì nhì trong ngày hôm nay. Trong giải đua ghe ngò tại quận 3, tại chùa Trang Ta Đăng Xây quận 3 ngày hôm nay, giải nhất đó là Lan Mương đến từ Kiên Giang, giải nhì Thông Đôn cũng của Kiên Giang, giải ba sà xiêm mới Kiên Giang, giải tư sóc lớn của Bình Phước. Như vậy vào sáng nay các bạn vừa xem qua những trận đấu phải nói là cực kỳ gay cấn và cực kỳ hấp dẫn giữa các đội ghe đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Bình Phước. Được lần đầu tiên lễ hội đua ghe ngò được chùa Trang Ta Đăng Xây Đăng Cài tổ chức lần đầu tiên tại kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè ở ngay khu vực phía trước chùa, nhân dịp kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30 tháng 4 năm 2023. Và video này mình cũng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp.